Hello, xin chào đại gia đình. Lại là Sơn Sàm đây. Lại là cái mặt móc xì của Sơn Sàm đây. Ồ la 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 la. Ê chà chà. Năm ba hôm rày, lang bận dậy lóng xuyên. Mẹ rầy liên miên, ai cho mày lấy thằng bệnh ghiền. Thời buổi không tiền mà ưng thằng ghiền cho chết luôn. Trời ơi, Lan yêu anh nhiều, Lan thương anh nhiều, nhưng Lan đâu ngờ anh mắc bệnh xì ke. Thôi nhé anh gì, Lan ơi, Lan ơi, trời ơi. Rồi, quay trở lại cái kênh YouTube. Hôm qua thì Lan cô nương nha quý vị, Lan cô nương đã bắt đầu... bắt đầu me em rồi, me sơn sàm rồi. Đó, người ta nói là canh bầu, canh bí, canh chua không sợ mà sợ canh me. Đó, nó canh ghê lắm. Em mới làm lại clip YouTube kia, em Lan nhảy vô, nhảy vô hù em liền quý vị. Sợ quá đi. Coi nó đăng, nó đăng trên trên kênh YouTube của nó nè quý vị. Chị Lan ơi, em sợ rồi nha chị Lan. Chị Lan đừng hù em quá à. Đây, Sơn Sàm mày quay trở lại tấn công chị Đinh Lan thì đây, xem đi rồi ăn đơn của chị nhé. Trời ơi, sợ ăn đơn của chị quá chị ơi. Thôi có gì em xin lỗi nha chị nha. Có gì em xin lỗi chị nhiều nha. Đó, em ăn cái gì em cũng không sợ đó. Em ăn đạn cũng được, em ăn đòn cũng được, nhưng mà em sợ ăn đơn. Đây, xong rồi em Lan mới dẫn lại cái bài báo cách đây khoảng 1 năm. Hé lộ danh sách 11 kênh YouTube có dấu hiệu đồng phạm. Các kiểu đó nè. Bánh mì lang thang, chuyện đời thường, Trúc Ngân, Lý Lắc, Check In Sài Gòn, Tiếng Vlog, Tuấn Kiệt BC, Tiếng Chục TV, Chơi Đồng Bạn, bla 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 đó. Chị chơi gì chơi hù chị, chơi hù chị. Thôi mà em út nó không có gì nó sai, tha lỗi cho nó đi chứ gì chị hù chị. Chị cho nó ăn đơn tội chị. Ủa ghê. Mình chửi người ta thì mình chửi xối xả, ăn không nói có, ăn gian nói dối ha. Mình chửi người ta thì được ha, người ta mới nói có chút xíu thôi cái đòi cho ăn đơn. Đúng là ha, đúng là người đàn bà có sở thích làm đơn. Đúng chị Lan, phải không chị Lan? Lúc mà chị chửi người ta, chị du khống người ta đó, chị bị đặt ra chị nói đó, lúc đó sao chị không sợ người ta ăn đơn đi. Nhưng mà tính em vui lắm chị, em càng em càng bị người ta kích động là em càng có hứng thú. Tự nhiên em quay trở lại drama cái em hứng thú chị ghê. Chắc em sẽ làm thêm, em sẽ làm thêm vài cái đám cưới nữa ha. Đúng rồi. Em nhớ đợt vừa rồi em có làm cho chị rất là nhiều cái đám cưới ha. Em cho chị cưới bảy gà nè, cưới Lý Lắc nè, rồi em cho cưới thầy chùa ăn thịt chó nè, em cưới tá lạ. Tới bây giờ chị vẫn chưa có chồng. Chắc có lẽ cái hôn của em không được mát tay cho lắm. Thôi để em coi em coi ai em cưới tiếp nha, em làm đám cưới tiếp cho chị nha. Khán giả mà ai muốn em làm đám cưới chị Lan với ai thì comment bên dưới nha, bình luận bên dưới nha, bình luận ở bên dưới để em tiếp tục làm đám cưới cho chị Lan nha. Đợt này là em cho cưới tá lả bên luôn đó, đầu năm có chồng mà ha, ra duyên anh cưới em đó, để cho cưới rước chị Lan đi cho lẹ lẹ. Chứ chị Lan nó không nói điên hoài. Giải trí quá. Rồi thì khoan, nãy giờ em xin nhắc nhẹ cái nha. Đó. Em thì em làm YouTube em bán hàng thôi chị nha. Đó.
em làm YouTube em bán hàng như chị Lan. À, em công việc của em mà, chứ em cũng không biết công việc của chị là gì luôn. À rồi, chị thì chị làm YouTube không biết chị làm gì nha, chị chửi người ta không biết sao, chị cũng không có bán hàng phải không, chị cũng không có kiếm tiền YouTube mà. Chị nói chị là nhà báo, chị là luật sư, chị là nhà sản xuất phim, rồi chị là bất động sản, rồi chị là chuyên về rượu, rồi chị là cái gì chị cũng biết hết. À, cái gì chị cũng biết mà chị không biết xấu hổ thôi. À, còn em thì bán hàng. À, em là bán hàng online. À, thì cũng nhắc lại cho quý vị khán giả là ở trong cái Zalo này nha. À, em bán rất nhiều sản phẩm Nhật Bản. Đó, tại vì lâu quá không ra clip của quý vị quên em hết trơn hết rồi. Quên em hết trơn. Đó, em vẫn bán cái sản phẩm Nhật Bản nha. Cho em 30 giây em quảng cáo cái Zalo của em, cái em quay lại em nói chuyện với chị Lan tiếp nha. Quý vị đừng có bỏ em đi nha. Vui lắm, còn nhiều chuyện vui lắm. Thì các anh chị có thể kết bạn với Zalo này với em nha. Ừ. Rất là nhiều sản phẩm về sức khỏe nè. À, về làm đẹp nè, đồ gia dụng là rất nhiều ở trong đây đó, collagen này, viên uống làm đẹp trắng da này, rồi hoạt huyết dưỡng não này, giải độc gan này đó, rồi salon bath, những cái miếng dán, rồi dầu nóng xoa bóp, rồi của Nhật, tất cả là hàng Nhật nha quý vị đó, hay là những cái đồ gia dụng cũng rất là tốt luôn đó. Thì đâu mất tiêu rồi đây, rồi trong cái livestream này thì em giới thiệu đây là cái viên uống trắng da pH này, pH whey actase của Nhật Bản đây đó. Cái này là các anh chị nào mà nám đồi mồi tàn nhang hay là cái da mặt mình nó không được mịn màng cho lắm á, thì cái này nó bổ sung collagen, nó làm cho cái mặt mình lên tông đó, trắng da một cách rất là hiệu quả nha quý vị. Thì một hộp này là 120 viên đó, mỗi ngày mình uống 2 viên nha đó. Collagen bên em thì có nhiều lắm, dạng bột, dạng nước, rồi dạng viên, cái này là dạng viên này đó. Một ngày mình uống 2 viên đó, mỗi lần uống 1 viên nha, uống sau ăn, trước uống sau khi ăn sáng và trước khi đi ngủ đó. Thì một hộp này uống 2 tháng nha, 2.150.000, 2.150.000 em bao ship ở Việt Nam, các anh chị nước ngoài em tính thêm phí ship nha đó. Còn tiếp nữa là cái hoạt huyết dưỡng não Yonosi đây, hoạt huyết dưỡng não nha đó. Cái này thì các cô chú anh chị mình bị những cái bệnh về thiếu máu não, hoa mắt, chóng mặt, rồi tê tay, tê chân, đau mỏi vai gáy, rồi đứng lên mắt mũi mà nó quay vòng vòng tối thui không thấy đường, bị thiếu máu não, thì cái này nó tăng cường oxy lên não, nó bổ não, cải thiện giấc ngủ, cải thiện trí nhớ nha, cực kỳ hiệu quả luôn. Hoạt huyết dưỡng não Yonosi đó, cái này thì 300 viên, cái này uống được 3 tháng lận, hộp này là 3.500.000, 3.500.000 bao ship ở Việt Nam đó, các anh chị ở nước ngoài tính thêm phí ship nha đó. Hàng của em là tem nè đó, nhãn mát, rồi mã vạch các kiểu, hàng công ty đàng hoàng, các anh chị yên tâm về nguồn gốc xuất xứ nha, hàng này của gia đình em nha quý vị đó, chứ em không quảng cáo cho ai nha. Rồi rồi, các anh chị cứ kết bạn Zalo vào trong đó, tham khảo cả 100 sản phẩm trong đó nha đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 ha đó, gọi số điện thoại gặp em luôn, em chốt đơn, em gói hàng, em gửi luôn nha. Ừ. Ồ, thì mới quay lại là chị Lan lại lại hù em nha quý vị đó, lại hù em rồi đó. Thì ngày hôm qua đó thì chị Lan cũng lên clip liên tục đó, chị Lan nói ghê quá đó, chị Lan nói là công an thành phố là bỏ lọt tội phạm, rồi cái gì rồi chị nói là tiến sĩ Lực Đặng Anh Quân rồi các kiểu, rồi chị cho ô chị lên chị nói như trúng rồi chị ơi đó, trong khi là bên cơ quan chức năng người ta nói là tiến sĩ Đặng Anh Quân là không đủ cơ sở khởi tố. Rồi chị lên bây giờ chị nhảy giống như là đĩa phải voi vậy đó, đĩa phải voi gì đó. Ừ. Thì cho em hỏi thăm là đợt này chị với anh Bảy Gà còn hùng hạp làm ăn gì hết cho chị ơi đó, chứ chị thấy em thấy chị với anh Bảy Gà là cũng giống y chang nhau nha, giống y chang nhau như đúc. Chị với anh Bảy Gà là giống y chang nhau đó. Đợt vừa rồi em nghe nói hai anh chị mở cái gì làm ăn chung trại gì đó là cãi lộn như chó với mèo. Chị với anh Bảy Gà là em thấy là cũng rảnh thiệt đó, họ ví dụ như họ lên YouTube họ làm mà kiếm tiền, hoặc là họ bán hàng gì đó, em thấy chị với anh Bảy Gà là rảnh ghê luôn. Ừ. Cũng rất là siêng lên YouTube nha. À, YouTube thì bản quyền nhạc không kiếm được tiền mà cứ chửi chửi rất nhiệt tình. Biết có mối nào chửi thuê chỉ em đi chửi. Đợt này em cũng khó khăn ha, năm vừa rồi làm ăn được gì hết nha chị. Không biết chị Lan với anh Bảy Gà có cái mối nào mà chửi thuê đó, chửi thuê kiếm tiền á, giới thiệu em đi chửi. Miệng em chửi cũng được nữa nha đó, cái miệng em cũng môi cũng mỏng nè đó, em vu khống bị đặt cũng giỏi lắm á.
chị ha. À, nếu mà chị có xem được clip này thì thôi kệ đi ha, chị cũng đừng có giận em nha. À, đừng có trách em chi, tại vì em thấy chị là em cũng có cảm hứng lắm, có cảm hứng làm clip. Thực ra thì trong cái drama này mà không có chị Lan á thì nó buồn lắm. Có chị Lan mới vui à, phải có chị Lan mới vui nha chị. Em thấy chị với anh Bảy Gà là thì trời ơi trời xanh một cặp đó, chắc em phải tổ chức cưới lại quá, cưới nữa, chắc phải làm đám cưới nữa nha. À, em cưới tiếp. À, quý vị khán giả mà muốn em cưới chị Lan với ai thì bình luận bên dưới nha. À, em cưới ai hồi đó em cưới cho bánh mì nè, rồi em cưới chị Lan với Ly Lắc, em cưới cho Bảy Gà, em cưới cho Hòa Thượng ăn thầy chùa ăn thịt chó gì đó. Không có làm cưới với chị Lan rồi. À, bây giờ còn nhiều lắm, hay Lạc Phong Điền Võ hay thích ai em cưới luôn. À, nha, em cưới chị luôn nha. Ừ, thì năm nay năm mới rồi chị Lan ơi ha, năm nay năm mới rồi thì chị cũng bớt vu khống bị đặt lại. Nghe chị, họ nói thì nói sao chứ mình làm gì làm chứ mình cũng phải nghĩ đến con cái nữa đó, mai mốt mình phải đi làm xuôi, mấy đứa con rồi, con nít nó có biết gì đâu, mình nói cái gì mình phải nói cho có ha. Rồi mình vu khống bịa đặt, rồi mình chửi người ta, rồi các kiểu, mai mốt ai dám làm ăn với chị nữa chị, đúng không? Xin lỗi với mai mốt ra đời mà đối tác làm ăn mà nó nghe nó làm với Đinh Lan là nó chạy, nó bỏ dép nó chạy 4 cây số rồi. Hoặc là lỡ mà mai mốt con cháu nó có dựng vợ gả chồng hay gì đó thì nó nói mà nếu mà bây giờ mà làm xui với Đinh Lan là nó chạy thuốc luôn á chị nghe đó. Cho nên á, chị làm cái gì làm, mai mốt còn tính cái đường là còn phải đối diện với cuộc sống này nữa, đúng không? Chứ đâu phải là mình sống ở trong cái drama này không đâu, đúng không? Cái drama này rồi nó cũng sẽ kết thúc, đúng không? Mọi chuyện rồi nó cũng sẽ qua đó. Nhưng mà mình cũng phải đối diện với cuộc sống này, sau này mình cũng phải đối diện với mọi người nè đó, mình phải làm ăn giao dịch hợp tác các kiểu mọi thứ đó, mình phải tính cái đường mình lui nữa đó. Cho nên mình phải giữ uy tín của mình nha đó, chứ không phải mình cứ ăn không nói có, rồi ăn gian nói dối, rồi nói bậy nói sằng bậy, rồi đi chửi người này chửi người kia, rồi lật như bánh tráng, nói chuyện lật như bánh tráng đó. Như nào cái chuyện mà hôm bữa nghe nói chị may áo cưới rồi gì đó, chị cưới anh chồng nào bên Canada đó, rồi không biết giờ có anh nào rước không nữa. Vẫn chưa thấy anh nào rước hết. Ừ. À, rồi bây giờ chị nói sắp tới là chị có những cái này cái kia thì thôi em cũng nghe nha, em cũng ráng em chờ đó. Thì bây giờ em quay trở lại cái drama này thì em sẽ cập nhật những cái thông tin nóng hổi nè đó, tại vì cái vụ án của chị đẹp Nguyễn Phương Hằng thì sắp tới cũng người ta cũng chuẩn bị đưa ra xét xử đó, thì sai tới đâu thì chịu cái đó ha, có cái gì thì mình phải nói đó, nói cho nó đúng đó, còn mình đừng có bịa đặt đó, mình đừng có chửi bới người này chửi bới người kia. Mà chị cũng rất là hay, chị với con Bảy Gà hay lắm, không biết cái gì của nhà người ta mà nói như trúng rồi đó, trong khi người ta cũng không quen biết gì mình cũng chửi như trúng rồi mà chửi hổn nữa. Nó đặc biệt là Bảy Gà ngày nay em mới làm một clip đó. Chửi mà thằng Bảy Gà thì nó mất dạy hơn chị nhiều đó, thằng Bảy Gà là nó còn lấy hình của ông Dũng nè, rồi những cái hình của ông cúng kiến ở trên Đại Nam đó, nó ghép với chó mèo rồi gì đâu tùm lum tà la, nó làm rất là mất dạy, rất hổn đó. Riêng Bảy Gà mà bây giờ ra đường là chị biết rồi, nó gặp người ta là người ta đập nó chết đó, gà què ăn quẩn cối xay nó không dám ra đường đâu, vậy thấy không đó. Cho nên á, mình làm cái gì thì mình cũng có tuổi rồi ha, có tuổi rồi, đâu phải con nít như em đâu. Chị có tuổi rồi nha chị Lan đó, đừng có xạo nữa, năm mới nha, năm mới năm me đừng có nói xạo nói láo, đừng chửi người ta nữa nha đó. Thì em cũng chúc cho chị là năm mới bớt hổn lại. Thùy Mỹ nết na đó, để có chồng đó, người ta hốt đi nha đó. Rồi em thì lúc nào cũng vẫn quan tâm chăm sóc chị nha, em không có bỏ chị đâu, ngày nào em cũng chăm sóc chị 2-3 clip là. Em thương chị lắm à, sáng khoảng 8-9 giờ 10 giờ em chăm sóc chị clip, chiều clip, tối clip. Riết rồi cái em nhớ chị, vắng chị cái em chịu không nổi á, nhưng mà chị hứa là chị đừng bỏ YouTube nha.
Chị lên chị nói cho vui đó. Chị biết là mấy ngày hôm nay á, em nhớ chị lắm, em mở YouTube của chị mà em để đầu dừa nghe hoài, không có cái giọng của chị là em chịu không nổi luôn á chị Lan. Cố gắng nha, cố gắng năm mới rồi bớt hỗn lại, bớt vu khống bị đặt lại. Nợ đằng ai thì lo trả đi ha. À, chứ để năm mới người ta đòi nợ rồi người ta tới nhà đó, không biết cái tiền của anh Thịnh đợt gì rồi xây dựng hay là tiền thuê nhà thuê cửa gì đâu, mới tiền rượu của người ta nữa. Chơi lấy rượu người ta về xong á, lấy gối đầu xong bán rượu không xuống ăn luôn cái bình luôn, không trả tiền rượu mà giật luôn cái bình. Sao kỳ vậy la. Rồi năm mới năm me nha, thiếu nợ ai trả đi, rồi đừng chửi bất ổn lại đó, để cho người ta còn thương đó. Rồi ok, em nói chung em cũng thương chị lắm nha chị Lan. Rồi em coi mai mốt thì em coi ai được em làm mai cho. Số mẹ em thì cũng còn nhiều lắm, số mẹ em thì cũng có những người mà vợ chết hay là vợ ly dị đồ cũng nhiều đó, kệ đuôi què sứt mẻ gì cũng được, kiếm người đàn ông cho thủ thỉ cho nó đỡ buồn, đỡ hiu quạnh phòng không nha chị. Em cố gắng để em sắp xếp kiếm người nào đó em làm mai cho ha. Còn không mà trên mạng quý vị khán giả có muốn em làm đám cưới với ai thì cứ bình luận dưới nha, đó để em nghiên cứu em làm em cưới cho chị Lan cho rồi đó, ra duyên anh cưới em cưới rẹt 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 cưới cho nhanh nha đó. Rồi ok. Thì chắc ngày mai em tiếp tục ra clip để em động viên chị Lan nữa, em phải động viên chị Lan cố gắng trong cuộc sống. Em ra clip liên tục, quý vị nhớ ủng hộ em nha. Ai mà chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh nha, nhớ đăng ký kênh, bấm nút đăng ký ủng hộ em nha quý vị. Lâu quá quý vị không đăng ký cái kênh này nó mắc đề xuất nha. Rồi thì nhắc lại một lần nữa, trong cái Zalo này có nhiều hàng lắm nha quý vị, hàng Nhật Bản, quý vị có thể kết bạn Zalo này để mua hàng ủng hộ Sơn Làm nha. Đó mua hàng ủng hộ nha. Đó thì cả trăm sản phẩm trong này nè, các anh chị cứ vào Zalo xem thử nha, biết đâu mình cần một món hàng nào đó ha. Đó mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Đó các anh chị cứ yên tâm, hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng cứ trả lại cho em hoàn tiền gấp 10. Đó em uy tín tràn trề đó, em bán 13 năm rồi, nếu em không có uy tín thì em không có tồn tại đến bây giờ đâu quý vị. Rồi thì cuối video thì em cũng có một vài sản phẩm nho nhỏ để em giới thiệu đến quý vị ha. Giới thiệu khoảng 3-4 sản phẩm gì để cho quý vị mình dễ hình dung ra ha. Rồi xin mời quý vị đến một vài sản phẩm của Sơn Sàm TV, xin kính mời. Rồi ok, cuối video clip thì Sơn Sàm xin giới thiệu đến tất cả quý vị một số sản phẩm của Sơn Sàm nha. Rồi xin giới thiệu tất cả quý vị, ở trong cái Zalo này có rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản uy tín chất lượng. Đây là những hàng Nhật, chất lượng Nhật 100% made in Japan, hàng của gia đình Sơn Sàm nha quý vị. Hàng Nhật chất lượng Nhật nha, nhập trực tiếp từ Nhật Bản về. Rồi ok. Thì mỗi video clip thì Sơn Sàm giới thiệu một số sản phẩm cho bà con mình tham khảo thôi. Còn mình muốn tham khảo thêm thì cứ vào Zalo này nha. Rồi đầu tiên giới thiệu cả nhà mình cái viên uống Fukudan này, tảo nâu Fukudan EX. Đó, Fukudan là gì? Đó, Fukudan là một cái thành phần, một cái loại thuốc mà bác sĩ khuyên dùng đó, gọi là phòng ngừa và điều trị ung thư. Đó, thì đây Fukudan là nó giúp bẻ gãy những cái tế bào ung thư, nó cắt đứt những cái mạch máu, nó không cho nuôi cái tế bào ung thư nữa, và đặc biệt nó hạn chế cái khả năng di căn đó, cũng như là nó không cho là tế bào mà bị di căn nhanh đó, có thể phát triển nhanh đó. Đó thì đây cái sản phẩm này cực kỳ tốt nha, Fukudan phòng ngừa và điều trị ung thư 150 viên nha, Fukudan EX. Cái Fukudan là tốt nhất của Nhật Bản và cái model mới nhất nha quý vị. Rồi cái này thì em bán 3,5 triệu nha, 3,5 triệu 150 viên, 3,5 triệu. Rồi tiếp theo là gì, cái thuốc bổ mắt Hitomi. Đây là cái viên uống bổ mắt Hitomi đó, khi các anh chị những người lớn tuổi mà mắt mũi kèm nhèm là mắt mình nó bị khô đó, mắt mình nó không còn được sáng, bị mờ bị đục đó các kiểu đó. Thì đây cái bổ mắt Hitomi này nó cực kỳ hiệu quả nha quý vị, một hộp 60 viên uống một tháng nha, hộp này 60 viên một ngày uống 2 viên nha, em bán 750.000, 750 bổ mắt Hitomi cực kỳ hiệu quả. Rồi tiếp theo là gì, đây cái viên uống là sụn cá mập đó, glucosamine hỗ trợ về xương khớp, tất cả các vấn đề về xương khớp nha, đau nhức xương khớp nè, thoát vị đĩa đệm nè, thoái hóa đốt sống cổ nè, thoái hóa đốt sống cổ nè đó, và đặc biệt là gì, những cái sụn mà nó bị thiếu, những cái sụn nó khô cái nhờ những cái khớp, đây nó hỗ trợ xương khớp cực kỳ hiệu quả, glucosamine nha quý vị, 450 viên. Rồi em bán 3,3 triệu nha, 3,3 triệu glucosamine đó, hỗ trợ về xương khớp. Rồi tiếp theo đó là gì, đây gọi là cái huyết thanh 9GF, đây là sản phẩm cao cấp nhất của Nhật Bản nha, huyết thanh 9GF. Thì ở trong này nó có 50 viên, cái này là dạng viên nang để nó lấy lại một cái làn da cực kỳ đẹp cho cái da mặt, nam nữ BD đều dùng được hết nha quý vị. Thì đây trong này nó có 50 viên, một buổi tối á, trước khi đi ngủ là mình dùng một viên đó, nó là dạng viên nang đó, mình xoay cái viên á, mình xoay cái viên là mình đổ cái bột ra trong cái lòng bàn tay, sau đó chúng ta thoa đều lên cái lòng bàn tay
rồi bắt đầu chúng ta thoa đều lên mặt ha, thoa khắp mặt, bắt đầu chúng ta ngủ, ngủ đến sáng thì chúng ta rửa lại bằng cái nước rửa mặt ha, sữa rửa mặt đó, lấy lại một cái làn da cực kỳ đẹp đó, cái da mặt cực đẹp nha. Huyết thanh 9GF, rồi một hộp này 50 viên thì em bán 3,1 triệu nha, 3,1 triệu. Rồi tiếp nữa là gì, đây cái tế bào gốc nha, đây tế bào gốc, tế bào gốc, viên uống tế bào gốc, rồi cực kỳ hiệu quả. Cái này là các chị phụ nữ nha, chị phụ nữ nên dùng. À là gì, cái tế bào gốc này nó tăng cường những cái hormone của nữ nè, rồi điều hòa kinh nguyệt nè, đó, cân bằng nội tiết tố nè, nó làm da dẻ hồng hào nè, đó, mặt không có nổi mụn, con người mình nó mát nè, và đặc biệt là gì, nó cải thiện tất cả những cái yếu tố về nội tiết tố của người phụ nữ nha. Các chị em nên dùng cái này, là tuổi thanh xuân nó níu giữ cực kỳ đẹp luôn. Cái tế bào gốc đây cực kỳ đẹp, da dẻ hồng hào, đó, điều hòa kinh nguyệt, cân bằng nội tiết tố các kiểu rất là đều, đó, rất là tốt. Và cái tuổi thanh xuân cũng như là cái sắc vóc của mình đó, nó phơi phới nha quý vị. Rồi một hộp này thì em bán 2,6 triệu, nội tiết tố 2,6 triệu nha quý vị. Rồi còn rất là nhiều sản phẩm trong cái Zalo này, các anh chị có thể vào để mà tham khảo. Các anh chị ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber, đó, sẵn sàng gửi hàng đi nước ngoài luôn nha. Rồi các anh chị ở trong nước thì mình có thể liên hệ qua cái số điện thoại trực tiếp này hoặc là Zalo ha, cho địa chỉ và số điện thoại, sẵn sàng ship hàng tới nơi, kiểm tra hàng, nhận hàng rồi hãy thanh toán. Đó, các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cứ trả lại cho em hoàn tiền gấp 10. Đó, ha. Đây là sản phẩm của em và kênh YouTube cũng là kênh của em. Em không bao giờ bán hàng tầm bậy, cả nhà yên tâm, cả nhà yên tâm nha, cả nhà yên tâm sử dụng. Rồi mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Chúc tất cả quý vị là sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng. Rồi tấn tài tấn lộc tấn bình an, hẹn gặp lại trong video sau. Chào tạm biệt.